Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Hilux ở thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024 này. Thì Toyota Hilux sẽ được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và hoàn toàn mới ở năm 2024 này. Phiên bản đầu tiên là phiên bản rẻ nhất, phiên bản số sàn 2 cầu, giá niêm yết là 668 triệu. Để đăng ký xong xuôi lăn bánh thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng 713 triệu là để lăn bánh. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì sẽ chuẩn bị giúp em số tiền là 189 triệu là mang xe về. Còn phương án thứ hai, phiên bản thứ hai là phiên bản số tự động 1 cầu, giá niêm yết là 706 triệu. Hiện tại thì bên em đang giảm cho phiên bản tự động 1 cầu là 12 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị là 742 triệu. Và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 197 triệu thôi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản cuối cùng cũng như phiên bản cao cấp nhất ở trước mặt chúng ta đây, với phiên bản là 2 cầu số tự động Adventure thì có giá niêm yết là 999 triệu. Và hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho dòng xe bản cao cấp nhất này là 15 triệu tiền mặt. Và tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 1 tỷ 049 triệu là mang xe về. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền là 277 triệu là sẽ trả góp được chiếc xe này. Vâng, và vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh xe để cho anh chị nắm được và đồng thời báo cho anh chị về cái giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Hilux thời điểm hiện tại. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu qua thêm một chút thông tin nữa về xe Hilux này. Thì như anh chị biết, Hilux đã dừng phân phối thị trường Việt Nam, nó sẽ rơi vào khoảng gần 3 năm. Tuy nhiên là hiện tại thì Toyota Hilux đã quay trở lại và cả 3 phiên bản đều vẫn được nhập khẩu tại Thái Lan và được nâng cấp khá nhiều các cái tính năng, đặc biệt là đạt được cái tiêu chuẩn Euro 5, khí thải Euro 5 của nhà nước. Còn trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Hilux Adventure 4X4 số tự động AT, là phiên bản cao cấp nhất, có trang bị rất nhiều tính năng cao cấp như là Toyota Safety Sense này, cam 360, đèn bi LED, hai cảm biến trước, đèn gầm LED. La răng của xe thì sẽ có kích thước là 18 inch. Và ở phần thân xe thì sẽ có sẵn là viền cua lốp này, cũng như là thanh giá nóc thể thao là những cái trang bị có sẵn trên phiên bản Adventure này. Thì em sẽ vào cái phần quay phần thùng cho anh chị xem nhé. Cái xe Toyota Hilux này thì sẽ được có sẵn cái lót thùng nhựa. Còn đây là phần nội thất của xe. Xe được trang bị là ghế da, màn hình 10 inch, điện nổ start stop, gài cầu thì ở đây anh chị ạ. Cụm điều hòa tự động hai vùng, khóa V-side cũng như là hỗ trợ đổ đèo. Xe thì có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Power. Như em có vừa chia sẻ thì chiếc xe này còn trang bị thêm cả cụm tính năng Toyota Safety Sense, nên là cái xe thì sẽ có điều chỉnh được giữ làn đường này, giữ khoảng cách với xe phía trước, cruise control, cũng như là ở phía bên này thì sẽ có các cái nút để điều chỉnh các chức năng như là cảnh báo điểm mù này, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, cam 360, cảm biến dừng đỗ. Bên này là chỉnh gương và cửa sổ. Một cái đặc biệt nữa ở phiên bản này là xe được trang bị đến 9 loa JBL cho ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Còn đây là ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị là hai cửa gió điều hòa sau và hai cái cổng sạc USB Type-C ở đây. Đó là vừa rồi em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị sơ bộ về thông tin của chiếc xe Toyota Hilux này. Hiện tại thì em cũng khá nhiều xe Toyota Hilux, nên là anh chị có cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.